chúng ta cùng thưởng thức màn múa thể dục dưỡng sinh của các cụ người cao tuổi dựa trên nền nhạc của ca khúc Huyền Thoại Mẹ. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn dành cho các cụ được không ạ? Hai bài này đúng không? Để xem đã. Vừa phải thôi. Vừa phải thôi, hiểu không? Nhờ bà thì thôi. Bây giờ nó ngô mình